Ok, chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, đây mình sẽ giới thiệu một số cái hướng dẫn cơ bản của game AutoChess trên mobile nha. AutoChess trên mobile thì nó cũng khác AutoChess ở trên PC cũng khá là nhiều. Nào là tên nhân vật, tên chess nè, tên mấy cái hero ở trong đây cũng thay đổi nè, tên chủng tộc cũng thay đổi, tên nghề cũng thay đổi luôn. Chủng tộc là race là cũng thay đổi luôn nha. Còn last là nghề thì nó cũng thay đổi luôn, thay đổi theo từng luôn. Và hình ảnh trên đây thì làm rất là gọi là nét. Mình đang để cái setting là cao nhất ở trong đây 60fps luôn, cho nên là nói chung là bây giờ nếu mà mình gọi là cái hình này là hình đẹp nhất rồi đó, hình đẹp nhất rồi đó. Đó, giống như vậy đây, đây là cái hình đẹp nhất của cái game này là có thể rồi đó. Đây. Nhưng mà mấy cái con này nè, cái con là bạn lên 3 sao rồi á thì bạn mới có cái hình nó ở trong đây nha. Còn không có giống như con này đi, mình chưa chơi lần nào luôn. Là nó chỉ có 1 sao thôi, 2 sao là nó chưa có luôn. Đó, 3 sao cũng chưa có luôn. Giống như con này đi thì mình cũng chỉ có con 2 sao thôi, là con này thôi, nhìn ngầu không? Con 3 sao thì mình chưa thấy, nhưng mà mình thấy nó to hơn con 2 sao rồi đó. Đó đúng không? Thì nó khác biệt là vậy. Những cái con nào mình lên 3 sao rồi á thì nó mới hiện ở trong đây. Giống như con Agency Ranger này đi, mình cũng lên được 3 rồi đó, nó to hơn thôi chứ hình dáng thì không, hình dáng này thì nó không có cục quay quay này, xong cái này phát sáng luôn, cái cung nó bự hơn nữa, cái cung này nó xịn hơn đó. Nói chung là game làm khá là đẹp. Theo mình đánh giá, nếu một cái game ở trên PC mà mới ra mắt như vậy á thì có tiếng Anh nè, chơi ổn định nè, làm hình GB nó là một phong cách và có lối chơi rất là hấp dẫn. Theo mình đây là một cái game đáng chơi nha, một game đáng chơi. Năm 2019 này chắc là cái mod của cái game mobile nó sẽ đi theo cái dạng mà như vậy, theo dạng AutoChess này, nó tầm tầm dạng này thôi, nó không có vượt quá đâu. Năm 2018 á là bùng lên cái mấy cái game sinh tồn đấu trường sinh tồn, đúng không? Xong là 2019 là chắc là những cái game này nó sẽ trỗi dậy, chia ra cái mảnh sân dành. Thì mỗi người một sở thích, mình cũng rất là thích chơi game Chess Hero, đúng không? Chess Hero, nhưng mà mình cũng thích chơi game này nữa. Mỗi game nó có một cái thú vị khác nhau. Cái game này có những cái lối chơi nó hấp dẫn. Còn cái game kia thì những cái màn combat nó cũng ổn định và cái đồ họa nó khủng hơn. Mình đánh giá là cái đồ họa khủng hơn nha. Nhưng mà cái game này nó làm cho mình cái hình ảnh nó mượt mà hơn. Khá là mượt mà. Máy mình không mạnh nhưng mà nó vừa đủ chơi cả hai game. Nói chung là mấy game này cũng không có kén máy lắm đâu. Cái điện thoại của mình mua năm 2017, nay đã cũng được 2 năm rồi, cũng ổn định, vừa đủ chơi, không giật chứ cũng không mượt lắm, đủ để bật gọi là medium hoặc là high, tùy trận, tùy game. Ok, rồi mình sẽ vô hướng dẫn cơ bản dịch thuật cho mấy bạn việc sub cái màu là trước cái là Ray nha. Ray là chủng tộc. Chủng tộc thì nó gồm những cái chủng tộc dưới đây: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 chủng tộc khác nhau. Một cái số lượng rất là lớn nha. Mình đánh giá đây là một cái số lượng khá là lớn của game này. 13 chủng tộc khác nhau, cũng khá là ghê. Goblin thì bạn biết rồi, chủng tộc Goblin là chủng tộc, Goblin là cái tên riêng, không có dịch được, nhưng mà Goblin mình dịch tạm dịch là quỷ lùng xanh. Vừa tạm dịch vậy thôi. Bộ Goblin này á thì nó là có tăng máu hồi với lại armor, nhưng mà nó tăng rất nhiều nha. Theo kiểu như mà kiểu như là ba con á thì nó sẽ random một con nào đó trong đội hình, nó sẽ tăng 15 armor và 10 máu hồi. Máu hồi này chắc là mình nghĩ là trên dây nha. Máu hồi này là 10 HP trên dây. Còn tăng 15 armor. Bởi vậy cho nên là cái lượng mà kiểu như nó, cái con nào mà được boost cái aura này á, nó sẽ rất là khỏe. Còn 6 con goblin mà đỡ trên bàn á là toàn bộ đội hình bạn được boost 15 armor với lại 10 HP hồi máu 10%, 15 giáp. Đó. Thì nó bộ goblin nó là vậy. Goblin là ba con á thì là 15 armor, 15 giáp và 10 máu hồi cho một con random ở trên bàn.
Còn 6 con á thì sẽ là toàn bàn luôn. Giống bạn vô, bạn có 6 con goblin phải không? Xong bạn bỏ 4 con gì đó random vô cũng được. Là 10 con, bạn 10 con và là mắt phải không? Là 10 con đó luôn đều được cộng 15 giáp và 10 HP nếu bạn có 6 con goblin trên bàn. Ok. Đó, đó là xong bộ goblin nha. Goblin thì nó gồm những cái con là như con này là Soul Wrecker, là kẻ gọi là phá vỡ linh hồn hả? Chắc là vậy. Sky Wrecker, phá vỡ bầu trời. Heaven Bomber là trái bom thiên đàng. Ripper, cái gì Venomancer, Devastator. Cái con này là con khó kiếm nhất của bộ goblin. Nếu một bạn muốn chơi bộ goblin đó, thì bạn phải có cái level 8 sớm nhất có thể. À, phải up cấp nha. Đó, mình có một số cái cheat nhẹ cho bạn. Ở bộ Biris này là kiểu như linh hồn, đúng rồi, linh hồn. Bộ linh hồn này giống như bộ element ở bên PC vậy đó. Ở bên PC bộ linh hồn này thì nó sẽ có cái kiểu giống như là on brand Biris, là những cái con mà linh hồn á, bộ linh hồn này mà ở trên bàn á, thì bạn sẽ hai con á, thì bạn sẽ có 30% biến kẻ địch đang tấn công bị tên 3-4 giây. À, giống như là cái con Birith này, con Stone Birith này phải không, nó đang đánh đi, những cái con là có hai con, là có hai con Birith này trên bàn phải không, hai con Birith nó bị đánh thì nó có bao phần trăm biến cái địch thành đá đó, bị tuôn 4 giây đó, bị tuôn 4 giây ha. Ok, còn 4 con Birith này trên bàn thì toàn bộ đội hình bạn có bao nhiêu con ở trên đội hình không cần biết, nhưng mà toàn bộ đội hình của bạn sẽ được y như cái bút hồi nãy luôn, là 30% biến kẻ địch thành bị tuôn 4 giây. Ok, rất ghê nha, rất ghê. Theo mình đánh giá này là bộ rất ghê. Nếu mà bạn có được 4 Birit thì bạn khỏi phải bàn ha, khỏi phải bàn, mình chắc chắn với bạn là bạn win luôn. À, ai đánh nó cũng có 30% biến kẻ địch thành tuôn 4 giây, mà tuôn 4 giây là nó chết luôn rồi, tuôn 4 giây là bốc hơi luôn. Đừng có nói gì tuôn 4 giây là pop, không nói gì hết, tuôn 4 giây là lên đường. Đó, nhẹ nhàng vậy đi. Ok. À, con này thì mình chưa có lên 3, mình mới lên tới 2 thôi, cho nên là ủi lên 2 nó nhìn cũng khá ổn ha. À, Water Spirit. À, linh hồn của nước. Ok. Thunder Spirit, linh hồn sấm sét. Con này mình có lên được 2, mà con 3 thì chưa biết. Con này thì mình cũng lên được tới 2 thôi. À, này là Dark Spirit, linh hồn bóng tối. Ok, vậy ha. Tiếp theo là bộ Marine. Marine này là thủy quân, thủy quân lục chiến, là lính thủy đánh bộ gì đó, kiểu như vậy, nhưng mà Marine này là thủy quân đó. Thì nó thủy quân này nó gồm cái bộ là cái hình xương cá đó, hình xương cá ha. À, con Marine này thì nó có 4 con thôi, nhưng mà nó cũng có cái bộ là chỉ 2 con là nó có thể búp cho toàn đội hình là 30% kháng phép, 30% kháng phép. 4 con cũng 30% kháng phép, 2 con cũng 30% kháng phép, vậy thôi. À, 30% kháng phép này nếu mà bạn đi với bộ pháp thuật á, thì bạn bỏ 2 con này vô để gọi là chống đỡ. À, chống đỡ. Đinh ba nó có lửa nè. Con này mình chưa lên 2 luôn, con này mình chưa chơi luôn. Con ốc này hay quá ha. Siren thì mình lên được 2 rồi. Đó, nhìn khá ổn à. À, thì bộ này nó chỉ vậy thôi, kháng phép thôi. 2 con hoặc 4 con đều là 30% hết. À, ok. Angel Seed. Mà là mình không biết cái bộ này là Angel Seed này là nó là cái tên tiếng Việt là gì thì mình không biết, nhưng mà mình cảm thấy như là nó là kiểu giống như là nó bộ này nó đầu lâu này, kiểu giống như là sao ta, nếu mà đầu lâu này kiểu ở bên kia là kêu bằng bộ xương á, mà không biết cái xương này là cái này là sao, như là bộ Erisit thì mình không biết dịch là nó là cái gì hết, nhưng mà mình biết cái option của nó là sao. Option của nó là on enemy trừ 4% nếu bạn có 2 con bi Erisit này trên bàn, còn nếu mà 4 con thì trừ 6%. Ok. Hả? À, mà khoan nha, ủa sao vậy được, 6 con nó cũng không, vậy là mình hơi sai gì rồi.
Không, tính ra là mình không sai hết, nó chỉ vậy thôi. Nó không có cộng, nó không có cộng vô, nó chỉ trừ 6 amo thôi. Là bốn con nó chỉ trừ 6 amo toàn đội hình đối phương thôi, toàn đội hình luôn nha. Còn hai con thì trừ 4 amo. Đó, vậy đó. Ủa Aegis này nó chung cũng dễ, không có gì đâu khó. Cũng thường thôi, thường. Nhưng mà kích bộ hai con này thì khá là dễ. Tại vì con này có một tiền à. Cái con này là cái con mà đầu tiên mình thay rất hay lấy để up nó lên 2 để nó dễ lấy. Con này thì khoảng 3 tiền, con này thì 4 tiền, con này thì 5 tiền. Cho nên cái bộ này nó khá khó kết hợp với nhau lúc đầu lắm. Nhưng mà về cuối cũng ổn định, nếu bạn chơi một cái bộ hình mà thù thuần nó gọi là đâm đâm vật lý đó, thì bạn chơi cái đội hình thì khỏe lắm à. Khỏe. Là bộ đau đi quất. Đi quất này là bộ này nó cũng chỉ có hai con thôi à. Nhưng mà chỉ cần một con ở trên trên bàn là bạn đã được kích bộ rồi. Một con thôi nha, một con thôi là nó tăng tầm đánh. Vậy thôi. Nó chỉ tăng tầm đánh thôi. Con nào cũng vậy. Nhưng mà hai con này không khuyến cáo chơi sử dụng mà chung với nhau nha. Nếu có con này thì không có con kia, thế thôi. Bộ này ngắn gọn, tăng tầm đánh. Vậy xong. Ok, biết. Biết thì bộ này nó hay hơn một chút. Bộ này nó hay hơn một chút thôi. Nhưng bộ này cũng khá là ổn, nhưng mà mình đánh giá bộ này về cuối không khỏe. Bộ này về cuối không khỏe lắm. Trừ khi các bạn mà chơi bộ này thì bạn phải gắn một cái con gọi là hồi mana vô cho nó đẻ con ra. Giống như con này nó cũng đẻ được nữa không? Đó, con này nó cũng đẻ được. Đó. Còn mấy con này nó cũng đẻ được. Đó. Không, con này nó cũng đẻ được hai con sói đó, thì nó sẽ tăng con này thì hồi máu nha. Cái kêu của nó hồi máu AOE rất là rộng nha. Nó hồi máu AOE rất là rộng và hồi tới 11 giây lần một 25 đa máu nửa giờ một giây. Vậy thì nó hồi như vậy thì khỏi phải bàn ha, khỏi phải bàn, khá là ổn. Bộ này thì bộ beat này thì nó là tăng đam cho toàn đội hình của bạn. Giống như là hai con á thì sẽ là 10% attack dam, bốn con á sẽ là 15 và sáu con là 20%. Vậy thôi à, đó nó chỉ tăng dam vậy thôi, mà hình như là nó cũng tăng dam cho những cái con mà summon luôn, hình như vậy đó. Thì đó là hai con á là sẽ tăng 10% dam toàn đội hình, bốn con á thì nó sẽ tăng 15% dam toàn đội hình, sáu con á thì sẽ tăng 20% dam toàn đội hình đó. Những con bộ beat này thì mình nên kết hợp theo kiểu giống như là beat warrior chẳng hạn, beat warrior hoặc là theo kiểu như là beat rui chẳng hạn đó. Cái này không phải rui à, đúng rồi, rui chứ là gì, rui beat rui chẳng hạn đó, đúng rồi, beat warrior hoặc là beat rui là ổn định nhất. Còn human này là tập người, dễ hiểu quá đúng không? Tập người này thì nó khác với lại ở trên PC một chút, hình như một chút thôi chứ không phải nhiều lắm. Tập người này thì gồm có 7 con nhưng mà bộ của nó chỉ có 6 con thôi. Chỉ có 6 con thôi là đủ bộ rồi. Đây, hai con á thì on brand human là những cái con human ở trên bàn nó mới được cộng cái boost này thôi nha, những cái con khác không được cộng nha. On brand human thì nó sẽ cộng 20% câm lặng đối phương trong 4 giây khi bị tấn công. Là thằng nào đánh nó thì nó sẽ có 20% làm thằng đó câm lặng. Mà câm lặng theo kiểu câm lặng này là kiểu như mà mình không rõ là câm lặng này theo kiểu là câm lặng là không xài skill được hay là câm lặng là không đánh được, đánh trượt luôn á, là không đánh nữa luôn, đứng luôn. Nếu vậy thì khác mẹ gì tool. Mình nghĩ là cái này là chắc là nó câm lặng theo kiểu là không anh tiêu được, không đầy mana không anh tiêu được, hoặc là theo kiểu mà nó đánh trượt hay sao đó, hoặc là câm lặng như thế nào thì mình không rõ, nhưng mà mình đoán cái này là không anh tiêu được. Rồi cũng bốn con ở trên bàn thì 25% tăng lên 5% so với hai con. Sáu con trên bàn thì 30% tăng lên tiếp 5% nữa, cũng y như vậy thôi, là 30% có khả năng làm đối phương bị câm lặng. Trong bộ human này thường thì mình không bao giờ mình build bộ human này đi với một cái gì á, mình thường bộ human này chỉ là bộ ghẻ. Kiểu giống như là mình chơi bộ nào đó xong rồi nó có hai con human ở trong đó thì nó tự bút cho nhau thôi, chứ còn mình không bao giờ mình chủ động build human hết. Mình không có bộ người này, bộ tộc người này không chơi, cảm giác nó si đa mình không thèm chơi. Rồi nhưng mà bộ human này nếu mà bạn có chơi bộ phép á,
bộ mech á thì chắc chắn là bạn sẽ có human rồi đó, là chắc chắn luôn, phải có rồi. Ok, Ragan, bộ Ragan này cũng giống như bộ Ragan ở trên AutoChess PC á, là sao, là AutoChess PC á, nó cũng là ba con này ở trên bàn, nó chỉ có một option duy nhất thôi là ba con cùng ở trên bàn, thì ba con nó cùng ở bàn bộ này mới đúng. Ba con cùng ở trên bàn thì sẽ có 100 mana lúc bắt đầu luôn, là khỏi cần hồi, khỏi cần đánh gì hết, để có mana không, lúc đầu vô là nó có 100 mana luôn, in tiêu liền luôn, in tiêu liền luôn đó. À, con Dragon, Dragon Knight này thì có skill của nó là sao, nó là biến hình, nó thành bow full dragon form, là kiểu như nó biến hình thành một con rồng thiệt luôn. À, biến hình thành một con rồng thiệt luôn, xong nó tăng thêm là 2% cái tầm đánh, 2% cái tầm đánh nha, với lại 100% 100 attack damage. Dealing magical damage with overtime attack attacking, kiểu như là nó rút máu luôn, là nó đánh một lần thôi là rút máu tới chết. Nhưng mà nó kiểu như nó giảm dần theo từng giây hay sao đó, mà không, cái này thì mình chưa chơi con này lần nào, mình chưa bị build được bộ Dragon này ở trong game này lần nào hết. Cái con Dragon này thì mình chưa chơi. Ok, vậy đi, bộ Dragon cũng dễ không? Cavern Clan này là kiểu như là bộ tộc hang động. Đúng rồi, bộ tộc hang động này là nếu mà ở trong PC là Orc, còn cái này là Cavern Clan. Cavern Clan này, bộ tộc động này thì nó cũng tăng máu. Hai con ở trên bàn thì bạn sẽ tất cả những cái con mà trung bộ Cavern Clan này thì bộ tộc hang động này nó sẽ cộng 200 máu, bốn con thì sẽ cộng được 300 máu. 300 máu thì nó nhiều đó chứ. Tại con này bình thường nó đã giống như bốn con này level 1 nó đã thành 1000 máu rồi. Mà con này level 2 thì chắc cũng phải 1400, cộng thêm 300 nữa là 1700 rồi. Level 3 thôi là 3000 mấy máu rồi, ai đánh nó nổi. Ủa. Đa phần là cái bộ này là mình rất là thường xài lúc đầu cái bộ này, tại vì tăng máu á. Hai con level 1 bỏ chung với nhau thôi là nó đã ngang ngửa với lại một con máu á, máu nó cũng ngang ngửa với một con 2 sao của người ta rồi, cho nên là cũng ổn định, lúc đầu cũng ổn định, vừa có đam vừa có máu cũng khá. Vậy thôi, là hai con ở trên bàn á thì bạn sẽ có thêm 200 máu cho mỗi con. Bốn con ở trên bàn thì sẽ có 300 máu cho mỗi con. Đó. Còn Fiorite này không biết mình dịch có phải không mà nhìn hình nó không giống á, bộ này là bộ lông vũ. Đúng không ta? Sao mình nhìn thì mình thấy cũng giống giống đó, tại nó có mấy những một hai con này nó cũng có lông nè, sao hai con cuối thấy không có lông. Mình không biết phải không nhưng mà mình dịch là nó ra như vậy đó. À, Fiorite. Fiorite này thì nó cũng không có cái gì gọi là nó khác biệt ở trên PC nhiều lắm. À, nó chỉ là tăng 20% né tránh thôi. Tăng 20% né tránh nếu mà bạn có 3 con ở trên bàn. Nếu mà bạn có 6 con ở trên bàn thì là 25% lên 5% thôi né tránh. Bộ này cũng ổn định, mình chơi cũng thích chơi bộ này, nhưng mà 20% né tránh không nhiều. Nếu mà cái bộ này là level 3 con ở trên bàn tăng 30%, 6 con ở trên bàn thì tăng 35% thì mình phải coi lại. Chứ còn 20 với 25 vậy thì không nhiều. Không nhiều. Đa phần là chỉ là build bộ phụ thôi, nó là một cái bộ phụ của mình thôi, giống như mình chơi bộ nào đó nó có ba con ở trên bàn thì nó tự tăng thôi, chứ mình không chú ý, mình không chú ý chơi cái bộ này lúc nào hết đó. Cho mọi mình đã lên con này 3 sao rồi, khá khỏe nha, 20 HP nè, attack damage 200 nha. Attack damage 200, HP 2000, mà nó còn tăng thêm, nếu mà bạn tăng thêm cái này 20% né tránh thì như thế nào, đã máu nó 2000 mà đánh không trúng nó thì thôi à, nó chặt cho chết. 200 đam nha, kịch cái là mất 1/4, kịch cái mất 1/4 nữa rồi đó. Thì nói chung là bộ này nó chỉ vậy thôi, ba con thì tăng 20% né tránh, 6 con thì tăng thêm 5% nữa là 25% né tránh đó. Thì bộ này nó có tới 8 con lận, nhưng mà chỉ có cần 6 con là bạn kích được bộ rồi, cho nên cái bộ này khá dễ kiếm. Nhưng mà đa phần là mình không có chơi, mình không quan tâm luôn, mình không quan tâm tới để mình build chuẩn bộ bây giờ hết. Cứ kệ đó, có thì có, không thì thôi, không quan trọng lắm. Còn Lazierland này là bộ tộc sông băng. Bộ tộc sông băng này nó gồm 4 con thôi. Nó cũng chỉ giống như bộ tộc động vậy đó, hang động vậy đó.
thì nó sông băng này thì nó là bộ Troy ở trên bờ PC á, bộ Troy trên PC thì nó tặng là mà hai con ở trên bàn thì chỉ hai con đó sẽ tăng 35% attack speed, còn bốn con ở trên bàn sẽ tăng cho toàn đội hình 30% attack speed nữa, thì là toàn đội hình nha. Những cái con không phải bộ này á thì tăng 30%, còn những con với bộ này á thì nó sẽ có thêm 30 là 65% attack speed nha. Mình tại vì mình chắc chắn là bộ Troy này vậy, thì bộ Troy này nó giống khá là giống bộ PC nha, khá là giống bộ PC cho mình, chắc chắn là nó là vậy luôn. Chắc chắn là nó là vậy luôn, cho nên là nếu mà bạn có hai con bộ tộc sông băng này ở trên bàn thì bạn sẽ được cộng 35% attack speed cho hai con đó thôi, còn nếu có đủ bốn con ở trên bàn thì toàn đội hình sẽ được cộng thêm 30% nữa. Mà mấy con này thì được cộng 35% là level đầu rồi, cho nên 30% nữa thì nó sẽ cộng thêm là 65% đó. Mấy con này lúc sau mà kêu full bộ này rồi, full bộ sông băng này rồi á, nó đánh là không nhìn kịp luôn, như máy vậy đó. Bộ Demon này cũng là bộ khá hay. Mình rất là thích chơi Doom. Doom là con này nè. Mình rất thích chơi Doom tại vì cái kill nó hay lắm. Kill nó bị khóa kill rồi còn giật máu theo thời gian nữa. Bộ Demon này thì là một cái bộ nhiều con, nhưng mà cái kích hoạt của nó thì lạ lùng, là nó chỉ cần một con là nó kích hoạt, còn bạn bỏ hai con vô là nó hủy đi cái đó. Cho nên là bạn có 5 con ở trên bàn nhưng mà bạn chỉ được xài một con thôi, không biết con nào, chỉ được xài một con thôi. Còn nếu mà được á, thì cái bộ này nó phải nói thêm chút về cái bộ gọi là Witcher nữa. Witcher này là cái bộ săn quỷ. Bộ săn quỷ thì nó sẽ săn những con này đúng không? Bạn kết hợp được bộ hai con Witcher á, hai con Witcher này á, thì bạn có thể xài được Demon thoải mái. Bạn tích hợp được đủ bộ Witcher á thì bạn sẽ xài được Demon thoải mái nha. Còn không á thì bạn bỏ hai con Demon vô thì nó không có bộ gì cả, nó bị hủy đi đó, nó bị hủy đi cái bộ Demon. Ok, Demon thì chỉ một con duy nhất độc tôn thôi nè, một con thôi chứ mà hai con là không được nha, một con thôi. Một con thôi, nhưng mà cái này nó là tăng 50% bua ram cho cái target. Ok, đó vậy thôi. Còn Kira này mình không biết là Kira là bộ gì, không dịch được. Nhưng mà này là bộ Ogemage gì ở trên kia, cái bộ này thì nó chỉ là vô là nó tăng máu thẳng luôn cho con này luôn. Tăng máu thẳng cho con này luôn. Đó, on range Kira thì sẽ cộng 10% HP vậy thôi. Nhưng mà có một con Kira một à. Có một con Kira một rồi, cho nên là mình nói thôi là nó cộng 100 HP cho nó lúc đầu luôn, giống như 700 thì nó sẽ được 707 lúc đầu. 10%. Đó, thì nói chung ở đây là một số bộ gọi là tạm hướng dẫn cho bạn nhẹ nhẹ vậy, nhưng mà nó cũng đủ con rồi. Còn tiếp theo video tiếp theo là chắc là làm ở cái về cái nghề. Cái nghề nó quan trọng nha. Mình thấy mình build nghề rất là nhiều chứ build chủng tộc rất ít. Chủng tộc chỉ là một cái phần gọi là nhỏ thôi, giống như là cái phần mà phụ thôi. Mình build nghề, đủ nghề, xong cái những cái tộc mà ở trong cái nghề đó thì sẽ kết hợp được với nhau, còn không kết hợp được thì thôi. Mình không có quan trọng lắm, mình thường build cái bộ nghề nhiều hơn là cái bộ tộc. Ok, đó vậy thôi. Mấy bạn thấy hay nhớ like, subscribe đến cái channel của mình. Chào các bạn.